Chào mừng các bạn đến với kênh Vinh Chuột Vlog nha. Hôm nay mình sẽ review khu du lịch nước nóng Kim Đức, xã Xuân Quang, hai huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Và suối này nó nằm gần suối nước nóng này, nó nằm sát bờ sông nha các bạn. Và hiện giờ trời mưa lớn nên sông rất là đục. Đấy, đi thẳng đó luôn. Con suối này là mỏ nước nóng này là đã có hình thành từ rất là lâu rồi nha các bạn. Rất là nóng. Và bây giờ là để mình thử cái độ nóng nó, cho nên là mình sẽ luộc trứng. Ui dồi, nóng. Đây là nguồn nước nóng nha các bạn. Và nó bắt nguồn từ trong cái khe đá này nè. Nước nóng còn nóng. Dạ, nóng lắm. Bữa mình sẽ đem cái nhiệt độ để mình đo nó được bao nhiêu độ. Bây giờ mình sẽ luộc cúc ra nha các bạn. Lấy bì chân cúc ra cọt ra lúng lúng luôn rồi nắng xuống. Vâng, đây là nguồn nước nóng. Ở nơi này họ luộc trứng rất là nhiều. Rồi đỡ khi luộc là chúng ta phải chọt cái bịch nha. Và khoảng chắc cỡ nhiệt độ như này chắc cỡ 70 độ. Rất là nóng nha các bạn. Vâng, và con cúc mình đã bò xuống rồi nè. Người ta sẽ chờ trong 15 phút. Nguồn nước nóng này nó sẽ chảy xuống sông. View rất đẹp nha các bạn. Đây là con sông Kỳ Lộ này. Rất là nóng. Do cấu tạo địa chất này, cái khe nước này nó hình thành rất là lâu rồi, cả hàng ngàn năm rồi nha các bạn. Nước trong khe đá này phun ra này, và nó đã chảy xuyên suốt từ khi mình lớn lên tới nay là đã thấy nó này. Rất là nóng nha. Quả mình trứng quảng đang nha. Khu đây họ chắc họ luộc trứng rất nhiều này, trứng quá trời luôn này. Trứng cúc. Vâng, và kết quả lát sau các bạn sẽ biết. Và sớm như mình đã luộc được hơn 20 phút rồi nha các bạn. Vậy thì mình sẽ vớt lên nè. Đó. Và để mình coi thử nó chín không nha. Và khi luộc là chúng ta phải chọt cái bìa cho nó chảy nước nha. Để nó lúng nước nó đừng nè. Mình coi thử chín không các bạn. Cận cánh nha nha. Cận cánh chưa? Thấy không? Chín rất là ngon nha các bạn. Chín đẹp này nào. Và khi các bạn đi chơi đến khu vực này nhớ mang theo trứng nha.
Để chúng ta có luộc nè, đó thấy chưa? Rồi mời caramel lên dùng trứng luộc từ nguồn nước khoáng thiên nhiên lên trên bông mát này. Đi luôn nha. Cảnh rất là đẹp nha. Và khu vực nước nóng này tại thôn Trim Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Rất là còn hoang sơ nha các bạn, vì chưa có nhà đầu tư du lịch á. Nên rất là còn rất là tự nhiên. Trứng sau khi luộc đã chín rồi này. Và bây giờ mình sẽ dùng nha các bạn. Video kết thúc tại đây nha. Các bạn thấy hay cho mình một like và một chia sẻ nha.